Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Việt Nam Lào tăng cường hợp tác về an ninh. Hỏa hoạn chùa Vạn Phước tại Krasova, Cộng hòa Liên bang Đức và công tác khắc phục của bà con kiều bào. Giao lưu nghệ thuật Bắc Kinh ASEAN hành trình văn hóa, kết nối văn hóa Việt Nam Trung Quốc. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 2, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chiều ngày 15 tháng 2, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Thứ trưởng Sinthavong Sayakon đã dẫn đầu đoàn đại biểu hai bộ tiến hành hội đàm. Đánh giá về kết quả hợp tác trong năm 2016, hai bên nhất trí việc triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai bộ đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra ở mỗi nước, nhất là các hội nghị quốc tế quan trọng trong năm Lào làm chủ tịch ASEAN năm 2016, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Vị thế và uy tín của Lào được nâng cao trên trường quốc tế. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2016, hai bên thống nhất trong năm 2017 sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường tiếp xúc lãnh đạo cấp cao giữa lãnh đạo hai bộ, giữa các đơn vị. Hai bên tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới, khu vực về phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh phi truyền thống, phối hợp xúc tiến triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Vào đúng ngày rằm tháng Giêng âm lịch tức ngày 11 tháng 2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chùa Vạn Phước thuộc thành phố Krasova thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern, Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là ngôi chùa Việt do bà con kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức xây dựng, nơi cộng đồng người Việt tại thành phố và các vùng phụ cận thường đến lễ chùa và sinh hoạt văn hóa tâm linh. Mặc dù ngay sau khi ngọn lửa bốc lên đã được các lực lượng cứu hỏa địa phương kịp thời đến chữa cháy, khống chế ngọn lửa không cháy lan sang các nơi khác, nhưng phần chính điện và hội trường của chùa đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Hơn 90% diện tích của chùa đã bị thiêu rụi, chỉ còn một số phòng sinh hoạt được xây dựng từ những container là không bị cháy. May mắn là tất cả Phật tử có mặt ở chùa lúc đó đều an toàn. Báo Oste của Đức đưa tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 2 theo giờ địa phương và đánh giá thiệt hại vật chất khoảng 400.000 euro. Ngay sau khi sự kiện đáng tiếc xảy ra, chúng tôi đã kết nối với ông Vũ Thế Hà, Phật tử kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức để thông tin thêm chi tiết về sự vụ và hướng khắc phục hậu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VTV4. Thưa ông, được biết là ông cũng là người có mặt tại hiện trường khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Vậy ông có thể cho biết thêm thông tin chi tiết về vụ hỏa hoạn này ạ? Trước đó, khóa lễ được kết thúc và anh em chúng tôi cùng với các quý Phật tử, các Phật tử cùng quý thầy đã trở vào trong phòng ăn và lúc đó thì cửa chánh điện được khóa lại vì bên này trời đất lạnh. Sau khi chúng tôi ăn cơm khoảng 30 đến 40 phút thì có một Phật tử đi ra ngoài lấy đồ. Thì sau khi Phật tử đi ra ngoài thì thấy mùi khét và hô hoán lên thì chúng tôi chạy ra chánh điện. Thì lúc đó trong chánh điện đã khói rất mù mịt và mùi khét không thể vào được. Chúng tôi lao vào nhưng không thể làm gì được và quay ra hô hào mọi người chạy ra tìm gọi cho cứu hỏa và cứu hỏa. Sau 5-7 phút thì cứu hỏa đến nhưng vì thời tiết khô hanh nên không làm gì được. Một điều đáng buồn, rất đáng buồn là đây là một nơi mà chúng tôi đã tâm huyết xây dựng trong thời gian cách đây 1-2 năm và bây giờ ngôi chùa bắt đầu đi vào hoạt động thì xảy ra hỏa hoạn như vậy. Là một nơi mà tất cả bà con Phật tử ở vùng Mecklenburg-Vorpommern đến lễ ngày rằm mùng 1 cũng như những ngày lễ của Hội Phật giáo và cũng được quý thầy chỉ dẫn những ngày lễ như vậy nên chúng tôi rất đáng buồn và tất cả đều sốc vì rất nhiều các Phật tử ở mọi nơi đã đến chùa này và đã được chiêm ngưỡng những cái gì mà quý thầy đã làm được và các Phật tử ở đây đã làm được. Thưa ông, vậy đến nay thì thiệt hại của vụ cháy và tình hình khắc phục hậu quả đã ra sao ạ? Về tình hình vụ cháy thì như chị đã nhìn trên thông tin phim ảnh thì tất cả chùa đã bị cháy hết
Và về khắc phục hậu quả thì hiện tại hiện trường đang được niêm yết và bên công an đang điều tra vì nguyên nhân của vụ cháy như thế nào. Và chúng tôi cũng chưa được tiếp cận hiện trường và chỉ đứng bên ngoài chụp ảnh vào thôi. Hiện tại thì chúng tôi đang cố gắng động viên bà con để mỗi người ủng hộ một chút để bắt đầu cho cái công tác chuẩn bị thu dọn khi mà đã có quyết định của công an. Mong muốn lớn nhất của tôi là bây giờ tất cả chúng ta, mỗi người đều góp tâm, góp sức, góp lực để làm sao đấy chúng ta khôi phục cái kết quả ban đầu và chúng ta sẽ xây dựng lại ngôi chùa theo ý nguyện của tất cả bà con Phật tử ở vùng Mecklenburg-Vorpommern này. Một lần nữa xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này ạ. Đại lễ thượng nguyên cầu an Xuân Đinh Dậu tại Hungary đã được Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary tổ chức vào ngày 11 tháng 2, tức 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu tại chùa Tuệ Giác là trung tâm văn hóa Phật giáo của Việt Nam tại Budapest. Đại lễ đã thu hút sự tham dự của khoảng 250 Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật. Đại lễ được tiến hành dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Cố vấn Giáo thọ sư Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary, cùng với Đại đức Thích Thiện Toàn đến từ chùa Nguyên Hương, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau các tiết mục văn nghệ, đại lễ đã được diễn ra với những nghi lễ truyền thống của lễ thượng nguyên như phút nhập từ bi quan để tưởng nhớ trọng ân, dâng hoa cúng dường, dâng hương, thắp nến cầu nguyện đầu năm và tụng kinh cầu an, tuyên sớ cho các gia đình. Cái ngày này là cái ngày ước nguyện của mọi người sau lễ cầu an đầu năm ngày 8, và đây là cái mùa rằm đầu tiên của cả năm. Chính vì vậy cho nên nó mang hết sức ý nghĩa, mang một cái tinh thần thông điệp để mong muốn ước vọng cho tất cả mọi người được bình an, hạnh phúc. Ở một cái nơi tha phương, bông bạc ở xứ người để làm việc nhưng mà lại có thể giữ được cái nét truyền thống của Việt Nam từ rất lâu đời. Đó là một điều rất là đáng được tuyên dương. Một điều đáng ghi nhận là trong buổi lễ có sự tham dự của nhiều Phật tử trẻ tuổi thuộc các thế hệ thứ 2, thứ 3 của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Em rất là vui khi được tham dự đại lễ lớn như thế này, bởi đi chùa là một cái nét đẹp văn hóa của người Việt Nam ta trong đời sống tâm linh. Làm Phật tử trẻ đại diện cho thế hệ trẻ ở đây thì em cũng xin mong muốn là những nét đẹp truyền thống của người Việt Nam sẽ luôn được gìn giữ và lưu truyền về nhiều thế hệ sau nữa. Với các Phật tử nói riêng và với văn hóa Việt Nam nói chung, rằm tháng Giêng là dịp để mọi người tưởng nhớ đến tổ tiên và cội nguồn. Bên cạnh ý nghĩa đó, đại lễ thượng nguyên cũng là dịp để kết nối cộng đồng người Việt tại Hungary, giữ gìn truyền thống dân tộc. Một nữ sinh gốc Việt được biết tới là vận động viên bơi nghệ thuật trẻ tài năng của Hungary vừa tiếp tục được vinh danh tại cuộc thi toán toàn Hungary với giải nhất đồng đội. Trong cuộc thi chung kết toàn quốc học sinh giỏi toán mang tên Juror tại Hungary vừa diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2, đội từ trường trung học Edvos, thủ đô Budapest đã đoạt giải nhất. Trong đó, Churoszi Victoria Lee Anh là nữ sinh gốc Việt đầu tiên đoạt giải nhất cuộc thi này. Tết Đình Dậu vừa rồi, Victoria Lee Anh đã được nhận bằng khen của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vì những thành tích học tập và thể thao xuất sắc, góp phần nâng cao vị thế cộng đồng người Việt tại Hungary. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại New Delhi, ngày 15 tháng 2, Hội chợ triển lãm du lịch quốc tế Sate 2017 đã chính thức diễn ra tại trung tâm triển lãm Pragati Maidan ở trung tâm thủ đô của Ấn Độ. Đây là hội chợ du lịch hàng đầu của khu vực Nam Á, tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành du lịch như các hãng hàng không, các khách sạn, các nhà tổ chức tour gặp gỡ, tìm kiếm đối tác và cơ hội làm ăn. Hội chợ Sate lần này có 870 gian hàng của hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ và 28 bang của Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia hội chợ và sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực du lịch. Quận 13 Paris, Pháp là nơi tụ hội đông người châu Á nhất châu Âu. Hàng năm bên cạnh Tết Dương lịch của người châu Âu thì quận 13 luôn đón cả cái Tết âm lịch cho người châu Á. Vừa qua tại đây đã diễn ra lễ hội mừng năm mới châu Á, đó như là một tín hiệu đẹp, một thông điệp khát vọng chung sống hòa bình và hòa nhập của mọi cộng đồng vào xã hội Pháp, trong đó có cộng đồng người Việt. Việt Nam tham gia lễ hội mừng năm mới châu Á ở Paris bắt đầu từ năm 2015. Năm nay, đoàn Việt Nam gây ấn tượng với người tham dự bằng một đoàn rước có băng rôn biểu ngữ chúc mừng năm mới. Theo sau là đoàn xe của các doanh nhân Việt Nam đang kinh doanh tại Pháp như Thanh Bình Trẻ, Phở Mùi, Cà Phê Nguyễn Bảo.
Điểm nhấn là đoàn xe với những thiếu nữ trong trang phục áo dài cùng với các bài hát về quê hương cảnh đẹp Việt Nam. Bên cạnh Việt Nam, lễ hội mừng năm mới cũng thu hút đông đảo cộng đồng các nước châu Á tại Pháp tham dự như Trung Quốc, Malaysia. Các nước đều mang đến những nét văn hóa đặc sắc của mình nhân dịp năm mới như múa lân hay diễu hành trong trang phục truyền thống. Lễ hội đã tạo cơ hội để cộng đồng người châu Á tại Pháp gặp gỡ, gắn kết và cùng hòa nhập vào xã hội nước sở tại. Nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị giữa Bắc Kinh và Hà Nội nói riêng và Trung Quốc, Việt Nam nói chung, thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân giữa hai nước, ngày 15 tháng 2, chương trình Bắc Kinh ASEAN Hành trình văn hóa năm 2017 đã được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình do Hiệp hội Hữu nghị Nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc và Câu lạc bộ Giao lưu Văn hóa Việt Trung cùng một số đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Cắt giấy, môn nghệ thuật không quá xa lạ với người dân Việt Nam và là một trong những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Trung Quốc. Kéo, giấy, gập và cắt. Chỉ vài phút, dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, các bạn trẻ đã có thể tự tay làm ra những sản phẩm đẹp mắt. Đây là lần đầu tiên em được tự tay để cắt một sản phẩm như thế này. Nhìn qua thì có vẻ khá phức tạp nhưng khi được cô giáo dạy thì cũng khá đơn giản. Vì đây là chỉ là một hình cũng rất là đơn giản không ạ? Và em thấy rất hài lòng sản phẩm của mình. Sau khi học xong, các bạn có thể dạy cho các em nhỏ thông qua các cách cắt giấy khác nhau, phát huy trí tưởng tượng của trẻ nhỏ và cả người lớn nữa. 28 nghệ nhân hàng đầu của Trung Quốc đã giới thiệu cho khán giả Việt Nam các di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của Trung Quốc, trong đó nhiều loại hình lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như vẽ tranh ngược trong lọ, vẽ mặt nạ, điêu khắc trên hồ lô, v.v. Ngoài trưng bày đơn thuần, chương trình đặc biệt chú trọng tới sự tương tác với khán giả. Lần đầu tiên em biết đến môn nghệ thuật này và sau khi trải nghiệm nó thì em biết đến nó rất là môn nghệ thuật rất là khó. Những môn nghệ thuật này không bị cản trở về ngôn ngữ. Chỉ cần thông qua cử chỉ, hành động là nghệ nhân và khán giả có thể giao lưu với nhau. Chúng tôi rất vui vì chương trình đã nhận được phản hồi rất tốt của khán giả. Chương trình Bắc Kinh ASEAN Hành trình văn hóa đã được khởi động từ năm 2014. Đến nay đã được tổ chức thành công tại nhiều nước ASEAN. Đây là năm đầu tiên chương trình diễn ra tại Việt Nam. Ngoài trình diễn chế tác các sản phẩm thủ công, còn có biểu diễn nghệ thuật truyền thống và trưng bày tranh về Bắc Kinh. Chúng tôi hy vọng thông qua nỗ lực của mình, tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, hiểu rõ về nhau, chúng ta mới có thể trở thành láng giềng tốt và cùng nhau phát triển. Điểm đến tiếp theo của chương trình sẽ là Philippines. Đây cũng là quốc gia kết thúc hành trình văn hóa Bắc Kinh ASEAN. Thưa quý vị, nón quai thào và mấn Việt là nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Mới đây, tại tuần lễ thời trang New York 2017, thương hiệu trang sức phụ kiện Honey đã tung ra bộ sưu tập lấy nón quai thào và mấn Việt làm nguồn cảm hứng cho những thiết kế phụ kiện phá cách. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại trong các sản phẩm thời trang qua phóng sự sau đây. Tại tuần lễ thời trang New York 2017 đang diễn ra, người ta có thể thấy sự giao thoa rõ nét của hai nền văn hóa Đông Tây trong các thiết kế thời trang. Mới đây, trên sàn catwalk của sự kiện thời trang danh tiếng hàng đầu thế giới đã xuất hiện thiết kế lấy cảm hứng từ áo dài Việt của thương hiệu Levi's của Mỹ và thiết kế phụ kiện lấy cảm hứng từ nón quai thao, mấn của Việt Nam của thương hiệu Honey, Mỹ. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên những nét thời trang Á Đông xuất hiện trên sàn diễn thời trang quốc tế. Trước đây, đã có nhiều lần nón lá của phụ nữ Á Đông trở thành phụ kiện thời trang gây sốt. Ví dụ, tại tuần lễ thời trang Paris Pháp 2013, nhà thiết kế đến từ Nhật Bản, Tsumori Chisato đã sử dụng chiếc nón nhỏ như một điểm nhấn phụ kiện. Cũng vào năm 2013, tại tuần lễ thời trang São Paulo, Brazil, bộ sưu tập của thương hiệu thời trang Neon cũng đưa vào chi tiết phụ kiện là chiếc nón với những màu sắc và chất liệu ấn tượng. Còn tại tuần lễ thời trang New York 2011 của Mỹ, nhà thiết kế người Ý Alberta Ferretti cũng đã sử dụng chiếc nón như một phụ kiện thời trang đặc biệt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.